một giải thưởng có tên gọi Giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế. Trong số 12 người đoạt giải, có tên Phạm Thị Đoan Trang, tức Phạm Đoan Trang, một nhân vật được biết tới với các hoạt động chống phá, tuyên truyền và xuyên tạc về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo giới thiệu, Giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế IWOC ra đời từ năm 2007 bởi một cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ. Mục tiêu của giải thưởng này là để công nhận những phụ nữ trên toàn cầu đã thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và khả năng lãnh đạo đặc biệt trong việc vận động cho hòa bình, công lý, nhân quyền, bình đẳng giới và bình đẳng, cũng như trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Mỗi cơ quan đại diện ngoại giao của Hoa Kỳ ở nước ngoài được đề cử một người phụ nữ can đảm từ nước sở tại tương ứng, và những người lọt vào vòng chung kết được lựa chọn và phê duyệt bởi các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thế nhưng, việc lựa chọn những người như Phạm Thị Đoan Trang hay trước đó là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho thấy các cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ không hề thông qua chính quyền nước sở tại và chắc chắn dựa trên lợi ích mà những người này mang lại cho Hoa Kỳ. Kính chào quý khán giả và các đồng chí, đây là chương trình Nhận diện sự thật của Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Và những hình ảnh mà chúng ta vừa theo dõi là một sự việc cần được nhìn nhận một cách thấu đáo trên nhiều góc độ chiều cảnh. Trong đó thì đặc biệt nhấn mạnh về quy định của pháp luật. Tại sao một giải thưởng mang danh quốc tế nhưng lại xướng tên một tội phạm vi phạm pháp luật ở Việt Nam? Phạm Thị Đoan Trang đã cống hiến gì mà được vinh danh là dũng cảm? Và tại sao cơ quan ghi nhận sự dũng cảm đó lại là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ? Trên các khía cạnh này thì chúng tôi đã mời tới trường quay Đại tá Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phúc, chủ nhiệm khoa Nhà nước Pháp luật Học viện Chính trị. Xin được cảm ơn Đại tá đã nhận lời mời tham dự chương trình. Vâng, thưa Đại tá, giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế mà chúng ta vừa theo dõi có quy mô và uy tín ra sao, và đặc biệt là có đúng với quy định của luật pháp quốc tế hay không ạ? Về câu hỏi của đồng chí vừa nêu ấy, thì chúng tôi có thể xin trả lời xoay quanh mấy ý như này. Cái thứ nhất là cái giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế là một cái giải thưởng do Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra năm 2007. Dưới cái thời của bà cựu ngoại trưởng Mỹ Rice. Đây là một cái giải thưởng chỉ của Bộ Ngoại giao Mỹ và nó không thuộc đối tượng điều chỉnh của bất kỳ một cái hệ thống pháp luật quốc tế nào. Và đương nhiên thì nó không có giá trị pháp lý đối với tất cả các quốc gia mà có độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Cái giải thưởng này kể từ khi nó ra đời cho đến nay thì nó luôn vấp phải sự chỉ trích, sự phản ứng của rất nhiều các cái nhà nước, rất nhiều các quốc gia và kể cả các tổ chức quốc tế. Chúng ta cần phải nhìn nhận là cái giải thưởng này thì với cái tôn chỉ mục đích họ nêu ra rằng là để tôn vinh những cái phụ nữ là dũng cảm, tài ba, tháo vát, sẵn sàng hy sinh cho cộng đồng. Thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy rằng là các cái giải thưởng này chủ yếu tập trung vào các đối tượng là bị can, bị cáo, là phạm nhân, những người mà luôn luôn có cái tư tưởng cũng như cái hành vi là chống đối và vi phạm pháp luật hình sự của các nước. Vâng ạ, xin được cảm ơn Đại tá. Việc vinh danh trao thưởng này là hết sức phi lý. Vậy còn nhân vật được vinh danh trao giải, Phạm Thị Đoan Trang, thực chất bà ta là ai? Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 43 tuổi, trú quận Đống Đa, Hà Nội, được biết đến là blogger, từng làm việc cho nhiều tờ báo, 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999. Tòa nhận định hành vi xuyên tạc đường lối chính sách, phỉ báng chính quyền của bị cáo Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội, thực hiện với mục đích cố ý xâm phạm chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, xã hội, đối ngoại, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân. Bản án nêu rõ, bị cáo là người có trình độ nhận thức nhất định, hiểu và biết rõ hậu quả hành vi của mình, tuy nhiên vẫn tích cực thực hiện trong thời gian dài. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không khai báo thành khẩn, phạm tội nhiều lần, cần thiết xử phạt nghiêm minh. Theo cáo trạng, từ ngày 16 tháng 11 năm 2017 đến ngày 5 tháng 12 năm 2018, Phạm Thị Đoan Trang có hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết có nội dung nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cáo trạng xác định, bị cáo Đoan Trang đã trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước cũng như phỉ báng chính quyền nhân dân.
cụ thể, Phạm Thị Đoan Trang có hành vi tàng trữ nhiều tài liệu không đúng sự thật như báo cáo tóm tắt về thảm họa môi trường biển Việt Nam, đánh giá chung về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, báo cáo đánh giá về luật tôn giáo và tín ngưỡng năm 2016 liên quan đến việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam. Theo kết luận của Viện Kiểm sát, các tài liệu trên có nội dung tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện Kiểm sát cáo buộc bị cáo Đoan Trang đã có hành vi trả lời phỏng vấn đài nước ngoài BBC News tiếng Việt và đài Á Châu Tự do RFA, nội dung thông tin xuyên tạc đường lối chính sách của nhà nước. Theo cáo trạng, Phạm Thị Đoan Trang phải chịu trách nhiệm hình sự vì nhiều lần thực hiện hành vi làm ra, tàng trữ và lưu hành các tài liệu có nội dung nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa Đại tá Nguyễn Hữu Phúc, ông là người đã theo dõi sát sao vụ việc Phạm Thị Đoan Trang. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về hành vi phạm tội của đối tượng này? Và đặc biệt là ông có thể làm rõ Phạm Thị Đoan Trang là tội phạm hay là tù nhân lương tâm? Bà Phạm Thị Đoan Trang là người mà vừa bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88 của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Có thể nói là bà Phạm Thị Đoan Trang cũng là người mà cũng có những cái vốn kiến thức nhất định. Tuy nhiên thì do những cái nhận thức và do cái thái độ chống đối rất là tiêu cực, trong các cái tài liệu mà các cơ quan bảo vệ pháp luật thu thập được thì bà Phạm Thị Đoan Trang chủ yếu tập trung vào kích động tuyên truyền xúc phạm về ba cái nội dung. Thứ nhất là về vấn đề quyền con người, thứ hai là vấn đề quyền về bình đẳng giới, và cái thứ ba là quyền về tự do tín ngưỡng tôn giáo, về vấn đề nhân quyền. Việc mà bảo đảm cái quyền con người, quyền công dân đó cũng là cái vừa là mục tiêu và vừa là động lực phấn đấu của chúng ta. Những cái thành tựu của Việt Nam chúng ta đạt được trong lĩnh vực nhân quyền có thể nói là rất lớn. Bằng chứng là trong cái điều kiện chúng ta rất khó khăn về các mặt, tuy nhiên chúng ta đã được các nước bình chọn và đưa chúng ta vào bầu vào cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Và chúng ta là nước đứng đầu trong 14 cái quốc gia được bình chọn vào Hội đồng Nhân quyền. Để đảm bảo về vấn đề nhân quyền này ở góc độ là triệt để, ở góc độ là hoàn hảo, thì đây là điều rất là khó. Và không thể một quốc gia nào ở trên thế giới, kể cả những quốc gia mà có tiềm lực về kinh tế rất lớn, cũng rất khó có thể làm được. Ở đâu đó thì vẫn có các hành vi vi phạm về nhân quyền. Ở Việt Nam chúng ta thì những cái hành vi này thì đều đã bị nghiêm trị. Đó. Và do vậy để đảm bảo cái nhân quyền theo cái kiểu là nhân quyền là cao hơn chủ quyền quốc gia, rồi thì nhân quyền là vô đối, nhân quyền là số một, thì ở đây chúng ta thấy rằng là có rất nhiều những cái sai lầm trong nhận thức của bà Phạm Thị Đoan Trang. Thứ hai là về cái bài viết của bà Phạm Thị Đoan Trang cho rằng là chúng ta là bất bình đẳng với phụ nữ, chúng ta vi phạm vào các cái quyền của phụ nữ, thì đây cũng là một cái quan điểm nhìn nhận hết sức phiến diện. Trên thực tế thì rõ ràng là chúng ta là một trong những quốc gia mà hoàn toàn có sự đối xử bình đẳng về nam nữ. Và chúng ta cũng đã đạt được những cái thành tựu rất lớn về nội dung này. Đồng chí có thể thấy là trong xã hội của chúng ta thì có rất nhiều các cái những người phụ nữ mà đang đảm nhận các cương vị rất cao ở trong cơ quan đảng, trong bộ máy chính quyền, rồi thì trong quản lý, trong doanh nghiệp. Theo cái quy định của pháp luật Việt Nam thì bà Phạm Thị Đoan Trang đã vi phạm vào pháp luật hình sự Việt Nam, cụ thể là Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999. Đây hoàn toàn không phải là cái khái niệm tù nhân lương tâm như một số người nói. Và như tôi nói lúc ban đầu ấy, thì hiện nay những cái khái niệm tù nhân lương tâm thì người ta vẫn chỉ chủ yếu xoay quanh các đối tượng là bị can, các đối tượng là bị cáo và các cái đối tượng là phạm nhân chống đối chính quyền nhà nước, gây mất ổn định trật tự xã hội. Vâng, xin cảm ơn đồng chí. Rõ ràng là Phạm Thị Đoan Trang vi phạm pháp luật Việt Nam, việc trao giải cho đối tượng này
hẳn nhiên là một điều hết sức phi lý và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Điều này đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định trong cuộc họp báo mới đây. Tại họp báo thường kỳ chiều 17 tháng 3, báo chí đặt câu hỏi cho người phát ngôn đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ trao giải phụ nữ can đảm quốc tế cho Phạm Thị Đoan Trang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền của người phụ nữ. Các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc không ngừng đảm bảo và cải thiện quyền con người trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang, một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị đưa ra xét xử là hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước. Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Đức Phúc, Đại tá cũng vừa lắng nghe phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang. Vậy thì theo đồng chí, việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng như thế này có tác động như thế nào đến việc phát triển một quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ạ? Quan điểm của người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng đã rất đầy đủ, cũng đã rất rõ ràng. Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng phụ nữ dũng cảm quốc tế cho bà Phạm Thị Đoan Trang là thiếu khách quan và hoàn toàn không có lợi cho cái quan hệ của hai nước. Có thể nói là kể từ sau khi bình thường hóa quan hệ thì quan hệ hai nước Việt-Mỹ đã bước vào những trang rất là mới, rất là tích cực. Chúng ta vẫn còn nhớ là khi nhận nhiệm vụ là đại sứ thứ 8 của Mỹ tại Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ, thì trong khi trình quốc thư lên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì Ngài đại sứ Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là bày tỏ những cái ấn tượng về nhiều mặt mà Việt Nam đã đạt được. Và ngay đầu năm mới xuân Nhâm Dần thì Ngài đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng đã viết thư pháp xin chào Việt Nam, và chúng ta cũng rất cảm kích trước cái việc làm này. Nhưng mà rất tiếc thì vừa qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao cái giải thưởng cho bà Phạm Thị Đoan Trang và không có lợi cho hai nước, nhất là trong cái bối cảnh giai đoạn hiện nay. Và chúng ta cũng rất là mong là sau lần này thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ có những cái điều chỉnh để làm sao cho nó phù hợp chung với cái xu thế hợp tác của các nước hiện nay. Vâng, vậy thì một câu hỏi ngược lại, nếu như Việt Nam cũng tôn vinh một người mà Hoa Kỳ hay là một nước nào khác coi là tội phạm thì sẽ như thế nào thưa đại tá? Chúng ta thấy được rằng là pháp luật của mỗi một nhà nước, mỗi một quốc gia thì nó thể hiện cái ý chí, quan điểm của nhân dân nước đó và quan điểm ý chí của nhà nước đó. Thì ở Việt Nam của chúng ta có bộ luật hình sự, mà cụ thể là điều 88 bộ luật hình sự Việt Nam, và bây giờ là điều 117 của bộ luật hình sự năm 2015, chúng ta có quy định về các cái tội là làm và tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì tương ứng ở bên Mỹ thì cũng có cái điều 2385 chương 115 của bộ luật hình sự Mỹ cũng quy định về việc nghiêm cấm các hành vi làm phát tán các tài liệu nhằm chống chính quyền các cấp. Rõ ràng Việt Nam và Mỹ đều có các điều luật để mà bảo vệ chế độ, bảo vệ chính quyền. Thế do vậy mà chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng không thể đi tôn vinh những cái người mà vi phạm vào điều 2385 bộ luật hình sự Mỹ. Và chúng ta cũng rất mong rằng Mỹ cũng không thể tôn vinh những cái người mà vi phạm vào điều 88 của chúng ta trước đây và bây giờ là điều 117. Trong quan hệ quốc tế hiện nay thì một trong những nguyên tắc cơ bản đó là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Chúng ta rất tôn trọng pháp luật không chỉ của Mỹ mà pháp luật của các nước, và cũng rất mong là các nước, các tổ chức thì cũng phải tôn trọng pháp luật của Việt Nam. Vâng ạ, xin cảm ơn đại tá đã nhận lời mời tham dự chương trình. Giải thưởng can đảm cho những đối tượng phạm tội nghiêm trọng như Đoan Trang hay là mẹ nấm Như Quỳnh không khác gì việc ám chỉ hành vi chống đối vi phạm pháp luật ở Việt Nam là can đảm. Trong xu thế hợp tác toàn diện ngày nay, đó thực sự là một hành vi áp đặt, không đúng đắn. Thật khó hiểu khi mà trong năm vừa qua ở Việt Nam có không biết bao nhiêu phụ nữ dũng cảm đích thực.
đó là hàng ngàn y bác sĩ đang ngày đêm xông pha vào vùng dịch bệnh hay bất chấp hiểm nguy, là những nữ cán bộ chiến sĩ quân đội đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc hay tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quốc tế. Sự dũng cảm đích thực phải là vì chính nghĩa, vì Tổ quốc, chứ không phải là những hành vi phá hoại bất chấp giới hạn, bất chấp luật pháp, rồi rêu rao cho cả làng cùng biết. Và chương trình nhận diện sự thật tuần này cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả và các đồng chí. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.